nay mình vẫn vào bài tập thư giãn cổ vai gáy chuyên sâu hơn. Hai tay mình đưa xuống mông, vén hai thịt mông sang hai bên. Rồi, từ đây mình thả lỏng hai tay đặt trên gối. Phần giữa và cuối bài sẽ có một phần hơi thở mới giúp cho lớp mình trải nghiệm tăng hơn và đưa khí về cơ thể nhiều hơn. Rồi, từ đây mình hơi kéo cùi chỏ về phía thân người, thả mềm hai vai, thả lỏng các đốt sống. Rồi hơi quận mông hướng xuống thảm, nhẹ nhàng khép đôi mắt lại. Từ đây, đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về các đốt sống. Từ từ hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các cơ. Rơi xuống, thả lỏng hông, lưng, vai và cánh tay. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm, thả lỏng hơn nữa. Hơi đẩy thân trên ra phía sau, mềm hông, lưng, vai. Một lần cuối, hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các cơ từ phần thân trên, thân giữa và thân dưới. Cảm nhận sự ngồi vững chắc trên hai xương ngồi. Tập trung đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về phía rốn. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, căng phình bụng của bạn lên. Mềm mại thở ra thật chậm, xẹp bụng lại, thở hết ra. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thả lỏng, thở hết ra đi đạo. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thả lỏng hơn nữa, bạn thở hết đi. Một lần cuối, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thả lỏng, thở hết ra. Hít thở điều hòa, đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào ra qua mũi. Vì hơi thở là cây cầu kết nối giữa tâm trí, cơ thể và cảm xúc, nên hãy thả mềm hơn nữa toàn bộ vùng thân, vùng tâm và vùng khí, để cảm nhận khí được đưa ra, đưa vào một cách tự nhiên nhất, thả lỏng, mềm mại nhất. Cảm nhận nguồn khí khi đi vào, tươi mát đưa vào cơ thể. Khi đi ra, một nguồn khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, cảm nhận sự thả lỏng ở mỗi nhịp thở ra. Sau một vài nhịp thả lỏng, bạn hãy đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Tập trung đưa tất cả tâm trí của bạn vào lớp học này, vào thân của bạn, vào cơ thể vật lý, vào thể khí của bạn, vào thể cảm xúc của bạn. Tiếp tục quan sát, điều hành và tiếp tục cảm nhận.
Để tập trung thật sâu, hãy chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên nào. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên. Nóng hơn chút nữa. Thêm chút nữa nào, thêm chút nữa. Nhanh tay đưa áp về vùng mắt, dày nhẹ vùng mắt. Và xoay ngược lại. Rồi từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Ngồi thẳng lưng, mềm vai, hai tay đưa sang ngang, xoay rộng các ngón tay, hít thật sâu, vươn hai cánh tay cao qua đầu, đan tay vào nhau, thở ra lật ngửa bàn tay hướng lên bầu trời. Hít vào tách hai tay, thở ra thả mềm hai vai. Tiếp tục ngửa bàn tay, hít thật sâu, vươn dài cơ thể, đan tay, thở ra lật ngửa bàn tay, kéo giãn vùng vai, nhấn xương bụng ngồi xuống thảm. Hít vào tách hai tay, thả mềm vai. Từ từ thở ra thả lỏng hai tay, khép cằm thu về cổ. Lần ba, hít thật sâu, bạn vươn dài cơ thể, đan tay, thở ra lật ngửa bàn tay, hướng lên bầu trời, giãn vai, gáy, lưng. Nhẹ nhàng hít vào tách hai tay, mềm mại thở ra khép cằm thu về cổ, mềm sâu hai vai. Một lần nữa hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể, đan tay, thở ra lật ngửa bàn tay hướng lên bầu trời, hơi đẩy ngực nâng cằm. Nhẹ nhàng hít vào tách hai tay, mềm mại thở ra thả lỏng cánh tay, thả mềm hai vai, chìm sâu hai vai, khép cằm thu về cổ. Từ đây đưa ý thức về vùng cằm, nhẹ nhàng hít vào, bạn đẩy ngực, vươn cằm, mím môi, đẩy lên. Cảm nhận vùng da cổ phía trước được kéo giãn. Từ từ thở ra khép cằm thu về hõm trên của cổ, đẩy hai đầu vai ra phía sau. Cảm nhận vùng cổ gáy được kéo giãn. Lần hai, hít vào thật sâu, tiếp tục đẩy ngực, nâng cằm, mím môi, đẩy cằm nâng lên. Từ từ thở ra thật chậm, khép cằm thu về hõm trên của cổ, thẳng lưng, mềm vai. Cảm nhận các đốt sống vùng cổ gáy được kéo giãn, hai bên vai được kéo giãn. Hai nhịp nữa, hít vào thật sâu, đẩy ngực, nâng cằm, mím nhẹ môi dưới, đẩy cằm nâng lên. Cảm nhận vùng da cổ phía trước được kéo căng lên. Cảm nhận sự kéo căng này giúp bạn chống chảy xệ vùng da cổ. Từ từ thở ra thật chậm, kéo cằm về hõm trên của cổ, mềm hai vai xuống, chìm sâu hai cánh tay, gáy cổ được kéo giãn sâu hơn. Một lần nữa, hít vào thật sâu, đẩy ngực, nâng cằm, mím môi, nâng cằm dưới, đẩy lên. Cảm nhận sự kéo căng nhiều hơn. Mềm mại thở ra thật chậm, khép cằm thu về hõm trên của cổ, chìm sâu hai vai hướng xuống thảm. Cảm nhận vùng vai gáy được giãn thật sâu. Từ đây, đưa ý thức về vùng cằm. Hãy ví chiếc cằm của bạn như một cây bút chì. Hít vào một hơi thật sâu, bạn xoay cằm qua bên trái, nâng lên. Từ từ thở ra, đưa ra phía ngoài, vẽ hình số 8 nằm ngang, thư giãn vùng cổ gáy. Hít vào, đưa sang phải, nâng lên. Đưa ra phía ngoài, vòng số 8 nằm ngang, thở ra đưa sang trái, hướng xuống dưới. Tiếp tục, hít vào, đưa sang trái, ra phía ngoài. Thở ra kéo cằm xuống dưới, đưa sang phải. Thật chậm, hít vào, nâng lên, ra phía ngoài bên phải. Mềm mại thở ra thật chậm, kéo xuống dưới, đưa sang bên trái. Rất tốt. Hai vòng nữa, hít vào, đưa cằm ra phía ngoài bên trái, nâng cao cằm. Mềm mại thở ra thật chậm, kéo cằm sang bên phải, hướng xuống dưới.
Tiếp tục hít thật sâu, nâng cằm ra bên phải, cao lên. Mềm mại thở ra, hướng xuống dưới sang bên trái. Một vòng nữa, hít vào, nâng cằm ra phía ngoài bên trái, cao cằm lên nào. Từ từ thở ra, chéo cổ, thật giãn, kéo cằm sang bên phải, thở hết ra. Hít thật sâu, nâng cằm đưa ra ngoài bên phải. Từ từ thở ra, kéo cằm trở về giữa. Từ đây, chúng ta xoay ngược lại, đưa ý thức về vùng cằm. Hít vào, xoay cằm qua bên phải, ra phía ngoài, bên trên. Thở ra, xoay cằm sang bên phải, phía trong, hướng xuống. Nhẹ nhàng hít vào, đưa cằm sang trái, lên trên, ra phía ngoài. Từ từ thở ra, đưa cằm hướng về bên trái, xuống dưới. Vòng 2, hít vào, xoay cằm hướng ra bên ngoài, phía bên phải, lên trên. Từ từ thở ra, quay vòng số 8, hướng sang bên phải, xuống dưới. Tiếp tục, hít vào, xoay cằm sang trái, lên trên, bên ngoài. Từ từ thở ra, sang trái, hướng xuống dưới, bên trong. Một vòng nữa, hít vào, xoay cằm hướng ra bên ngoài, bên phải. Đẩy căng cằm lên, kéo ra cổ cao hơn. Mềm mại thở ra, xoay vào trong, hướng xuống dưới. Rồi từ đây hít vào, đưa sang trái, ra phía ngoài bên trái, nâng cao lên. Đúng rồi, rất tốt. Thở ra thật chậm, đưa vào phía trong, hướng xuống dưới bên trái. Rồi từ đây hít vào, đưa cằm trở về giữa. Thở ra, cân đối hai vai, thả lỏng, khẽ mở đôi mắt. Nhẹ nhàng hít vào, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, chụm 10 đầu ngón tay. Thở ra, đặt 5 đầu ngón tay lên hai vai. Từ từ xoay củi trỏ tay hướng xoạc qua mang tay, hít vào. Và thở ra, khép hai củi trỏ về phía mạn sườn, chìm hai vai xuống. Hai, hít vào thật sâu, xoạc qua mang vai tay nào chị Hà. Thở ra thật chậm, rồi chìm sâu vai xuống. Lần 3, hít vào, xoạc qua mang tay, đẩy ngực lên. Và thở ra thật chậm, tốt lắm chị Hương. Lần 4, hít vào, xoạc qua mang tay, tốt. Khớp vai linh hoạt, thở ra nào. Một vòng nữa, hít thật sâu, rất tốt. Thả lỏng vai, gáy, cổ. Mềm mại thở ra, thả lỏng. Từ đây chúng ta xoay ngược lại, từ sau ra trước, xoạc qua mang tai, mở rộng biên độ khớp vai. 1. Tốt lắm. 2. Cảm nhận sự thư giãn, linh hoạt xung quanh ổ khớp vai. 3. Tốt, thả mềm vai nữa. 4. Khi làm bài tập thư giãn vùng vai, không những cái tay của mình nó thon gọn hơn mà cổ gáy mình được thư giãn, khí huyết được lưu thông và các sợi dây thần kinh ở đây được kết nối. Rồi từ đây hít vào, mình đưa thẳng hai tay sang hai bên, duỗi các ngón tay thẳng ra, nâng tay lên thành, úp lòng bàn tay xuống, tách rộng các ngón tay ra, vân. Tay nâng lên nhưng mà vai thì mềm xuống. Từ từ thở ra, gập cổ tay hướng xuống thảm. Hít vào, nâng cổ tay, gập hướng các ngón tay, xòe căng bàn tay có lực, tay gập lên nữa chị Quyền, gập này, đúng rồi. Thở ra gập cổ tay xuống, này cũng tác động đến vùng cổ. Lần 3, hít thật sâu và thở ra thật chậm. Lần 4, hít vào thật sâu và thở ra nào. Lần 5, hít thật sâu và thở ra thật chậm. Rồi lần này hít vào, bạn nắm ngón tay cái vào trong, nắm các ngón tay còn lại, thở ra xoay tròn cổ tay, mềm vai. 1, 2, tốt lắm, thả lỏng cổ. 3, chị khuyên hai hơi đẩy thân trên ra phía sau một tí. 4, đúng rồi. 5, mềm vai xuống ạ. Sau đó xoay ngược lại. 5, tốt lắm. 4, 3, 2, 1, rồi từ từ duỗi hai mũi tay sang hai bên, xoay củi trỏ tay. 1, khép lòng bàn tay về phía ngực, đúng rồi. 2, cố định phần khớp vai chị Hà. 3, 4, tốt lắm. 5, và xoay ngược lại. 5,
4. Cố định vai thành 3 2 1. Rồi từ đây đưa hai tay sang ngang, xoay tròn khớp vai, biên độ thật chậm và thật nhỏ. Ai thấy sau khi xoay xong ấy mà mỏi vai và cánh tay ấy, thì vai đang bị tắc khí rất là nhiều. 5 4 3 2 1. Biên độ nhỏ hơn nào. Tiếp tục. 10 9 8 7. Nhỏ hơn nữa. 6 5. Tốt lắm. 4 3 2 1. Rồi từ đây thả lỏng hai tay. Rồi, sẽ thấy mỏi rời các cánh tay này ra là vai của mình cũng đang có vấn đề và nó vào cơ rất là nhiều nhé. Tuy động tác đơn giản nhưng mà mình biết làm đúng. Rồi mình xả khí một chút vùng vai. Với hơi thở dương dương, hai tay vươn lên hít thật sâu, đón khí nắm tay ở phía trên, thở ra xả khí giật mạnh. Tay đẩy ra phía sau này chị Hà. Mạnh nhé. Cái vai này, để ý này, chìm xuống để giãn cái vai nó mình xả khí ở từ vùng vai và đẩy qua vùng bàn tay này. Rồi, lần 2 hít sâu, nâng lên. Nắm tay thở nào. Đúng rồi, lần 3 hít sâu và thở. Lần 4 hít sâu và thở. Lần 5 hít sâu, thở nào. Thanh mạnh hơn nữa, lần 6 hít vào, thở. Lần 7 hít sâu dứt khoát, thở. Lần 8 hít vào, thở. Lần 9 hít sâu và thở. Lần 10 hít vào, thở. Lần 5 hít và thở. Lần 4 hít sâu, thở. Lần 3 hít sâu, thở. Lần 2 hít sâu và thở. Lần cuối hít vào và thở. Rồi đưa hai tay lên phía trước, lắc nhẹ cổ tay. Thả lỏng ra. Bây giờ mình sẽ thấy nó thông thoáng hơn rất là nhiều đấy ạ. Thả lỏng ra, thả lỏng nữa nào. Đúng rồi. Rồi nâng hai cùi chỏ tay hướng các ngón tay xuống dưới, mềm hai vai xuống. Nhanh hơn chút nữa, lỏng hơn chút nữa, mềm hơn các cơ. Chìm hai đầu vai xuống nhí. Chìm hai đầu vai xuống, đúng rồi. 5 4 Tốt lắm. 3 2 1 Chậm lại. Rồi từ từ thả lỏng, quan sát lòng bàn tay, các ngón tay đang run dần khí thì lại xoay đầu qua trái, xoay đầu qua phải, qua trái, qua phải, vẫn có cái cảm giác run dần khí, kệ nó, qua trái, qua phải, mềm hơn nữa hai đầu vai, thả lỏng cánh tay và cẳng tay, qua trái, qua phải. Rồi từ từ trở về giữa. Sau đó cử động các đầu ngón tay. Đúng rồi. Và cử động ngược lại. Rồi bắt đầu thấy hết cái phần khí rần rần là đúng. Rồi từ đây mình đưa hai tay đặt trên gối. Rồi nhẹ nhàng đẩy đốt sống ngực về phía trước nha. Ai mỏi chân thì mình có thể đổi chân như này, để nó đỡ bị mỏi và tê chân. Hai tê đúng không chị? Tê chưa? Tê là mình phải đổi. Tê là mình sẽ đổi. Rồi hai tay đặt như này, xoay vai và hông từ phải sang trái thật mềm vai như này. 1 2 Đúng rồi. Duỗi cái ngực về phía trước, đẩy cái hông ra phía sau khi gặp người. 3 Đúng rồi. Mềm cái vai và mềm hai cùi chỏ. 4 5 Sau đó mình xoay ngược lại nào. 5 Mềm hơn nữa chị khuyên. Đẩy cái thân người này. 4 Đúng rồi. 3 Tốt lắm. 2 Rất mềm mại nhí với cả Thanh. 1 Hôm nay Thanh bé nghỉ nhỉ? Ngã xe à? Rồi đưa hai bàn chân áp sát vào nhau. Từ đây mình đưa hai tay đan vào nhau, ôm bàn chân kéo về gần khớp hàng. Rồi chị Hà đẩy cái lưng dưới lên, đẩy ngực duỗi về phía trước, chìm hai vai xuống. Mình rũ nhẹ cái khớp háng cho chân nó đỡ bị mỏi, bị tê. Ngồi lâu mình cũng sẽ bị tê nên là mình sẽ chủ động mình đổi cái chân của mình ra, đúng không ạ? Rồi. Ở lớp mình có ai bị đau khớp gối không? Em đau à? Đau nhiều không? Thế thì sẽ có những cái bài tập để tốt cho vùng cổ chân cũng như là cái phần khớp gối và đùi. Thì những cái bài tập mà tốt cho khớp gối em có thể dặn chị gửi nhé, gửi với nhóm là mình tập thêm để cái đôi chân nó phải khỏe. Ví dụ bài ngày hôm trước ấy, Vân bảo là tập xong thấy thoải mái, lúc tập thì thấy run bởi vì cơ vẫn yếu, nhưng tập xong thấy thoải mái là đúng.
Bởi vì là lúc đấy là bắt đầu mình đã hồi cơ rồi, bắt đầu là nó nạp lại cái năng lượng và bắt đầu nó hồi phục. Đấy, nên là đẩy cái lưng dưới lên tí nữa cho lưng nó thẳng. Rồi, rồi từ đây thả lỏng ra, hít vào mình khép hai gối nâng lên, từ từ đẩy lưng dưới, lưng giữa, lưng trên này, bắt đầu chìm hai vai xuống này, cái ngực được đẩy về phía trước, đó nó giãn cả vai cả lưng. Rồi khi mà giãn như thế này rồi, mình giữ nguyên để cảm nhận cái xương gụng ngồi nó dán chắc xuống thảm, lưng thẳng ra hơi, lưng thẳng duỗi ngực về phía trước để cái vai nó giãn này, chìm hai cái vai xuống nhưng nó không bị gồng cứng không nhá, mình xoay cổ thoải mái. Sau đó thở ra thì mình bắt đầu hạ mềm gối và gập người. Đó, từ từ gập sâu và mình sẽ cảm nhận đẩy từ cái đốt sống lưng dưới, lưng giữa, rồi đẩy đốt sống ngực ra. Và cái hông thì đẩy ra phía sau, cái cằm khép thu lại, mắt hướng nhìn xuống thảm, cảm nhận cái khớp háng nó được mở ra, cảm nhận sự căng căng giãn giãn toàn bộ vùng hông, vùng chậu và khớp háng. Và bài tập này rất là tốt cho nội tiết tố của phụ nữ. Rồi, thật chậm rãi hít vào, từ từ mình nâng thân người trở lại, khép hai gối nâng lên, tiếp tục giãn vai gáy, đẩy lưng dưới, lưng giữa, lưng trên, chìm hai đầu vai, đẩy cái đốt sống ngực về phía trước, đúng rồi. Thở hết ra mình mềm hai chân, gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống. Rồi, chìm sâu thân người xuống, gập sâu thân người xuống, khép cằm thu về cổ, quan sát sự căng căng giãn giãn toàn bộ vùng khớp háng, vùng chậu, mào chậu. Rồi và thật chậm, thật chậm, hít vào, từ từ nâng thân người trở lại, thở ra, duỗi nhẹ hai gối về phía trước như này ra, dựng cổ chân lên, hai tay đưa sang hai bên, hơi ngả người ra phía sau, hơi ngả người ra phía sau, hơi đẩy ngực về phía trước, đừng thu ngực này, đẩy ngực về phía trước để cái vai được giãn, ngực được giãn. Từ đây duỗi nhẹ khớp gối. Đúng không? Rồi chậm lại, chậm lại. Hít vào duỗi mũi chân về phía trước, thở ra đạp gót chân, nâng cái gót chân lên. Hít hai, thở ra đạp bàn chân, chú ý cái bàn chân hướng thẳng về phía trước. Chị Hồng tách cái gót chân, tách cái gót chân, đúng rồi. Hít ba, thở nào, đúng rồi. Hít bốn, thở ra, chậm thôi chị Hương. Hít năm và thở ra. Rồi từ đây hạ gót chân xuống, gập các ngón chân xuống, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả. Rồi xoay cổ chân từ phải sang trái 5 vòng. Chị em nào mà hay phải đi giày cao gót ấy, thì bài tập này rất là cần ấy. Nó sẽ giảm thiểu cái tình trạng mà đôi khi cái chân nó yếu ấy, cổ chân nó yếu ấy. Thì cái bài tập này là bổ trợ cho rất nhiều cái phần cổ chân. Và cái cổ chân nó là cái khớp chuột, nó có một cái bài tập mà giãn cái phần gót chân ấy, nó sẽ liên quan đến thận và nó liên quan đến cả cái phần trái tim thứ hai. Rồi mình xoay ngược lại, tại sao nó lại liên quan đến trái tim thứ hai? Ở cái bàn chân mình có một cái huyệt gọi là huyệt dục tuyển, huyệt này được ví như là trái tim thứ hai của cơ thể. Đây, huyệt đấy nó nằm ở đây dưới cái ngón giữa này. Đó. Rồi từ đây mình thu hai chân về và trở về trong tư thế cái bàn, mở rộng hai vai, mở rộng hai cánh tay song song bằng vai, hai chân duỗi mũi chân ra, duỗi hai mũi chân ra, xoay rộng các ngón tay bám xuống thảm. Từ đây chúng ta sẽ di chuyển khớp vai nha. Nếu mình để ý trước này, bài này bài mới này, nhìn cái vai nhé, khi mình nhấn lực về bàn tay đẩy lên vai thì nó như này, thì đây là cái vai được căng này, đẩy xuống hông nó như này, nó giãn cái lưng này. Bây giờ vai này hít này, thở này, hít này, chủng vai này, thở này, cái vai nó được sập hẳn xuống. Mình di chuyển cái tay vẫn như này nhé, xuống này, lên này, xuống này, lên này, xuống này, lên này. Lớp mình có thể nhìn rõ, đó, di chuyển rõ được như thế thì mình bắt đầu mới, đây là phần lên xuống thôi nhé. Còn cái tay ấy, nó không trùng như này đâu, tay nó trùng này là mình đưa cả thân ấy, mình phải lên này, xuống này, tay nó vẫn thẳng, lên này, xuống này, đúng không ạ? Chúng ta cùng di chuyển và Giang sẽ quan sát của từng người nha. Rồi, hơi nâng cổ lên một tí chị Hương, khép cằm lại nhí, khép cằm lại Giang. Rồi, tay xòe rộng bàn tay ra. Rồi, từ đây nhấn lực về bàn tay, hít vào, nâng lên vai, thở ra, thở ra, hạ mềm vai xuống, không không cực như thế đâu. Hít vào lên, đúng rồi, tốt lắm Vân. Thở ra hạ vai, chị Hương chưa được đúng không? Chị Vân nhìn, chị Hương nhìn sang Vân này. Hít ba, đúng rồi. Thở hạ, đúng rồi, tay vẫn thẳng. Hít bốn, thở ra hạ,
Đúng rồi, bắt đầu nhúc nhích rồi. Hít 5. Tốt lắm Thanh, thở hạ. Tốt. Hít 6. Thở hạ. Vẫn thiếu sự cảm nhận. Hít 7. Thở hạ, nâng cổ lên chị. Hít 8. Thở hạ, tốt rồi. Hít 9. Thở hạ, tốt lắm. Gập cằm lại răng. Hít 10. Đây nào. Thở hạ. Rồi, chỉ cần hạ thôi chứ không cần díu cái vai vào nhau. Rồi từ đây trở về thẳng trong thế trung lập. Chị Hà rất tốt. Đúng rồi, chị Hồng tốt. Rồi, chị làm lại một lần nữa em xem. Hít vào đẩy lên. Tốt, thở. Đúng rồi. Rồi, giữ nguyên, không làm nữa. Rồi, lớp mình để ý nha, bắt đầu đến cái vai này. Chúng ta vừa lên xuống, chúng ta làm cho cái tay của mình khỏe và cái vai nó khỏe. Bây giờ chúng ta nhìn đã nha. Lên xuống như này rồi này, tay vẫn thẳng này. Nhưng mà không bị nhíu vai. Nhí với cả chị Khuyên đang bị nhíu hai cái vai vào nhau. Thì mình lên này, nó giãn này, xuống nó chỉ rơi xuống thôi, tay nó vẫn thẳng. Bây giờ mình đẩy về phía trước này, hít này. Tay về phía trước này, thở này, ra phía sau này. Hít này, thở này. Nhìn thấy cái vai nó di chuyển không ạ? Và chúng ta sẽ chú ý, thật chú ý. Chị xoay ngón tay này ra bên ngoài một tí. Đúng rồi. Rồi, chuẩn bị nào. Hít vào, đẩy hai đầu vai về phía trước. Đúng rồi. Không đẩy người. Giữ nguyên người, thu chân về một tí chị. Thở ra kéo hai đầu vai ra phía sau. Hít vào, đẩy vai về phía trước. Thở ra kéo vai ra phía sau. Đúng rồi, rất tốt. Vân. Hít 3. Và thở. Hít 4. Và thở. Rồi dừng lại. Chị Hương nhìn sang Vân nha. Vân đang làm rất tốt. Tốt này. Hít 5. Và thở. Rồi bắt chiếc nào. Bắt chiếc trong tâm trí. Hít 6. Và thở. Thanh nhìn sang Vân nào. Biết. Hít 7. Và thở. Hít 8. Và thở. Tốt lắm Giang. Hít 9. Và thở. Nhí tốt. Hít 10. Và thở. Của chị Hà đang bị lên xuống nhiều quá. Giữ nguyên. Chị Hà nhé. Mình đẩy về phía trước chứ không phải mình nên nâng lên hạ xuống. Đó, mình chỉ tập trung đẩy ra phía trước và đẩy ra phía sau để nó giãn. Đó. Rồi chúng ta làm thêm 3 nhịp nữa nào. Hít vào, đẩy về phía trước. Thở kéo ra phía sau. Đúng rồi chị Khuyên. Hít 2. Đúng rồi, thở kéo ra phía sau. Hít 3. Và thở kéo nào. Rất tốt. Vâng. Rồi từ đây trở về. Chúng ta trở về thẳng. Mọi người có thấy mỏi tay không ạ? Hôm nay cái tay của mình nó làm việc hơi nhiều nhưng mà cái vai nó cũng sẽ được tác động rất là nhiều. Rồi từ đây nhẹ nhàng tách rộng hai gối của bạn ra như thế này. Hai ngón chân cái chạm nhẹ vào nhau, xòe rộng các ngón tay bám xuống thảm. Nhấn lực về bàn tay trái. Từ đây hít vào, lướt cánh tay phải, nâng lên. Mở ngực phải ra nào. Từ từ thở ra này, luồn tay phải qua phần hông bên trái. Đưa tay lên phần hông trái. Đúng rồi, hít vào, lướt tay phải, nâng lên, mở ngực phải. Thở ra luồn tay phải qua hông trái. Nó bắt chéo đấy, nó giãn cái vai bên phải, kéo cái đầu vai phải ra phía sau. Đúng rồi, lần 3, hít vào, lướt tay phải, nâng lên. Đúng rồi, mở ngực phải ra. Thở ra luồn tay phải qua hông và eo lườn trái. Đúng rồi, kéo cái đầu vai vào. Một lần nữa, hít vào, lướt tay phải, nâng lên, mở ngực. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, tốt lắm. 4, 3, xoay ngón tay vào bên này một tí em. 2, 1, thở ra luồn tay qua. Rồi đưa cái ý về đầu vai bên phải, kéo nó về sâu. Hít thở đều và giữ ở đây, rất tốt. 5, 4, 3, 2, 1, nhật thật chậm, hít vào, lướt tay phải, nâng lên. Từ từ thở ra, hạ tay phải, trở về thẳng. Rồi xòe căng lòng bàn tay phải, đưa ý thức về tay trái, thật chậm. Hít vào, lướt tay trái, nâng lên, mở ngực trái nào. Đúng rồi, rất tốt, xòe cái rộng các ngón tay ra nhí. Thở ra luồn tay trái qua eo lườn phải. Đúng rồi, thu cái đầu vai phải, đẩy cái đầu vai phải lên. Đầu vai trái đẩy sâu vào. Lần 2, hít vào, đẩy lên, căng cái mông lên chị. Vươn tay lên, hít vào, nâng tay lên. Vươn tay lên, mở ngực trái. Hít vào, lên nào. Rồi, thở ra luồn tay, giữ nguyên hông, giữ nguyên hông. Đúng rồi, nó mới căng. Lần 3, hít thật sâu, mở ngực, vươn cánh tay lên. Rất tốt, giữ nguyên hông cho em như này nha. Thở ra luồn tay qua nào. Rồi, thêm một lần nữa, hít vào, lướt tay trái lên, mở ngực trái. Xoay rộng các ngón tay, hít thở đều và giữ ở đây. 5, thả lỏng cổ. 4, tốt lắm. 3, 2, 1, từ từ thở ra nào, luồn tay trái qua eo lườn phải.
đưa ý thức về đầu vai kéo sâu giãn xuống. Hít thở đều và giữ ở đây. 5. Chú ý cùi chỏ tay bị lõi. 4. 3. 2. 1. Hít vào, thu tay trái của bạn vươn lên và thở ra, hạ tay trái trở về thẳng. Hai tay vẫn mở rộng song song bằng vai. Từ đây thở hết ra, kéo mông về phía gót chân, quận mông hướng xuống thảm, chìm hông xuống mềm, vai trượt dài, cánh tay về phía trước, hạ trán mũi trở về thảm. Hai tay đan vào nhau và xoay cổ tay nào. Thả lỏng cổ tay, thả lỏng hai vai, thả mềm các đốt sống. Thả mềm hơn nữa vùng hông, có thể mở rộng gối và điều chỉnh vùng hông, vùng chậu để thoải mái hơn nữa. Sau đó xoay ngược lại, cảm nhận sự mềm mại từ vùng cổ tay, cảm nhận sức mạnh từ cánh tay và cảm nhận sự linh hoạt của đôi vai, của vùng cổ và gáy. Sau một vài nhịp xoay cổ tay, từ đây đưa hai tay tách rộng, hạ mềm xuống thảm, tách rộng hai tay, xòe rộng các ngón tay bám xuống thảm. Tập trung đưa ý thức về cột sống và đốt sống vùng cổ. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, trải dài khí và oxy từ đốt sống vùng cổ, toàn bộ lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Mềm mại thở ra thật chậm, xả toàn bộ khí từ phần thắt lưng, đáy thắt lưng, xương cùng cụt và toàn bộ thân trên, hạ mềm xuống, thả lỏng, rất tốt nhí, đúng rồi, hơi thở đã kết hợp được vào rồi. Lần 2, có thể áp má phải xuống thảm để thư giãn vùng chéo cổ của bạn. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, cảm nhận khí và oxy tươi trải dài các đốt sống vùng cổ, chạy dọc xuống đốt sống vùng lưng, vùng vai và kéo giãn các đốt sống này. Các cơ được thả mềm khi bạn thở và nhả khí ra từ từ, mềm hơn nữa vùng vai, mềm hơn nữa vùng lưng, vùng hông và cánh tay. Lần 3, thật chậm, hít vào thật sâu, đưa thật nhiều khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống vùng cổ, các cơ xung quanh cổ, vai, lưng, hông và toàn bộ các đốt sống vùng lưng. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm lưng xuống, đúng rồi, tốt lắm chị Hồng. Lưng đã được giãn mềm xuống, thả lỏng cơ thể. Từ đây, bạn có thể đổi bên, hạ má trái áp xuống thảm, thả mềm vùng cổ gáy bên trái, thả mềm mang tay bên trái hướng xuống thảm. Tiếp tục, đưa ý thức về vùng cổ, các đốt sống xung quanh cổ, lưng, vai và hông. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm hơn nữa vùng lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Tốt. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Cảm nhận sự trải dài của khí và oxy tươi trong khắp các đốt sống, các vùng cơ xung quanh cổ, lưng, hông. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các đốt sống vùng cổ, vai, lưng, các cơ xung quanh, thả mềm hơn nữa từ tâm trí, hơi thở và cảm xúc. Từ đây, sau một vài nhịp thở, nhẹ nhàng bạn đưa ý thức quay trở lại, hạ trán mũi trở về thẳng. Từ đây, thật chậm, hít vào thật sâu, từ từ bạn đẩy thân người, lướt thân người về phía trước, vai trên cổ tay, xoay rộng các ngón tay bám xuống thảm. Chậm rãi thở ra, đẩy hông vượt quá thân người, tách hai chân, hạ chìm hông hướng xuống thảm. Đưa ý thức về vùng ngực, hít vào đẩy ngực, nâng cằm. Xoay cằm qua bên trái, thở ra, mắt liếc nhìn gót chân bên phải. Hít vào trở về giữa. Từ từ thở ra, xoay cằm qua bên phải, mắt liếc nhìn gót chân trái. Thật chậm, hít vào về giữa và thở ra đổi bên. Một lần nữa, hít vào về giữa. Từ từ thở ra đổi bên một lần cuối. Rồi từ đây, hít vào trở về giữa,
nhấn lực về bàn tay, khép cằm thu về cổ, thở ra, nâng hông, rồi kéo mông về phía gót chân, khép hai gót chân, hai ngón cái chạm lại, giữ hông ở lưng chừng, tay hạ, lưng chừng. Từ đây, đưa ý thức về tay phải, bàn tay, cổ tay không hề có áp lực, cảm nhận độ giãn từ đốt sống vùng lưng dưới, hơi khép cằm thu về cổ, cảm nhận vùng cổ gáy được thư giãn. Nhẹ nhàng đưa ý thức về tay phải, hít vào lướt tay phải, đưa sang ngang. Mông ấn vẫn ở lưng chừng, từ từ thở ra luồn tay phải qua nách trái, luồn thật sâu, chìm hông của bạn xuống một chút xíu, cảm nhận vùng hông được kéo giãn, hạ mềm cùi chỏ tay phải xuống, rồi từ từ hạ mềm cánh tay phải, vai phải, và sau đó vươn dài cái đầu và cổ phía trước, sau đó mới hạ mang tay phải xuống thảm. Đưa ý thức về bàn tay bên trái, từ đây nhẹ nhàng chống năm đầu ngón tay trái lên, hít vào bạn đi bộ các đầu ngón tay vươn dài, và thở ra bạn đi bộ hai các đầu ngón tay sang bên phải, đi bộ hết sang bên phải, đi hết sang bên phải, cảm nhận vùng vai nách bên trái được kéo giãn, chìm đầu vai trái, chìm cùi chỏ tay bên trái, đúng rồi, duỗi thẳng cánh tay ra vần, đúng rồi, tiến lên duỗi thẳng, đúng rồi, rất tốt, chìm vai xuống, hạ mềm bàn tay ở dưới xuống, ở cái ngang sườn của chị Khuyên, hít thở đều, bạn giữ ở đây, tay hạ xuống nhí, tay hạ xuống em, cái tay ở ngang hông ấy, đúng rồi, hạ mềm xuống, 5, chị Hương hạ tay xuống, 4, đúng rồi, 3, 2, 1, và thật chậm, nhẹ nhàng hít vào, di chuyển tay trái trở về, kéo về ngang eo lườn trái, lướt tay trái qua hông và eo lườn phải, thở ra có thể đặt vào đùi trong của chân phải, mở đầu vai trái, hơi ngách cằm hướng lên vai trái, bạn cảm nhận vùng cổ được kéo giãn, điều chỉnh sự thoải mái, thư giãn của vùng cổ, vùng hông, vùng chậu, vùng lưng dưới, lưng chữa giữa, lưng trên, vùng vai, nách và gáy, cổ. Hít thở đều bạn giữ ở đây, cảm nhận sự khoan khoái, thư giãn và phục hồi. 5, 4, 3, 2, 1, đưa ý thức về tay bên phải, thật chậm, hít vào bạn lướt tay phải, nâng lên, hạ tay phải xuống trước mặt, thở ra nhấn lực về bàn tay, nâng vai lên, nâng vai phải, hạ bàn tay phải trở về song song bằng vai. Tiếp tục, vẫn ở tư thế này, hít vào một hơi thật sâu, nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Mềm mại thở ra kéo mông hướng về gót chân. Ở lưng chừng, hơi quận mông xuống thảm. Đưa ý thức về tay trái, hít vào lướt tay trái sang ngang. Mắt xoay nhìn hướng theo bàn tay trái. Thở ra luồn tay trái qua nách phải, luồn sâu, chú ý chìm hông xuống, cảm nhận vùng hông được kéo giãn. Sau đó hạ mềm cùi chỏ tay trái, rồi mới tự từ hạ mềm vai trái, sau đó mới hạ mang tay trái kéo dài cổ ra. Ôi, từ đây lướt tay phải kéo dài qua đầu, chống năm đầu ngón tay, hít vào di chuyển tay phải sang bên trái, thở ra mềm cùi chỏ tay, mềm cánh tay bên phải, duỗi thẳng cánh tay ra, quan sát sự căng giãn vùng vai, cảm nhận sự thả lỏng và thư giãn vùng hông, vùng lưng, vùng cổ và vùng nách. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, tốt lắm, 4, 3, 2, 1, nhẹ nhàng hít vào, di chuyển tay phải trở về thảm trước mặt, lướt tay phải của bạn nâng lên trần nhà, xoay vai phải, thở ra đưa tay phải qua eo lườn trái, tìm lấy đùi trong của chân trái, đưa ý thức về đầu vai bên phải, hít vào xoay đầu vai phải, xoay cằm hướng vai phải, thở ra chìm sâu vai trái và cuộn chìm hông ra phía sau, cảm nhận sự kéo giãn vùng vai, vùng hông và vùng lưng. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2,
Một, nhẹ nhàng hít thật sâu, lướt cánh tay phải, nâng lên. Mềm mại thở ra, hạ tay thải, trở về thảm, chống trước mặt. Xòe căng bàn tay, hít vào, nâng thân người trở lại. Từ từ thở ra, kéo mông ngồi lên gót chân. Thu hai tay về gần gối, khép hai gối, áp sát, nâng thân người trở lại. Trở về trong tơi hơi thở mới, hơi thở thiên đường mặt đất. Chúng ta đưa mông hơi cuộn, khép gối lại em Giang, Vân, khép gối vào, chị Hà, khép hai gối vào. Ôi đúng rồi, mông cuộn hướng xuống thảm, trở về hơi thở thiên đường mặt đất, đón khí, xả khí, hít vào từ từ mình nâng tay, nâng ngực, nâng hông, vươn thân người lên, mở ngực, nâng cằm. Chú ý thở ra thật chậm, đẩy hông ra phía sau, khép cằm thu về cổ, ngửa lòng bàn tay, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Thả mềm, chán mũi xuống thảm, chìm hông xuống, duỗi giãn toàn bộ các đốt sống vùng cổ, lưng, vai, mềm hai đầu vai xuống, đúng rồi. Lần hai, thật chậm, hít vào từ từ nâng chán mũi của bạn, nâng thân người, nâng hông. Vươn cánh tay cao lên, đón khí với hơi thở thiên đường mặt đất, ngửa, đẩy ngực lên, hơi ngửa cổ nhưng không gập cổ. Thở ra khép cằm thu về cổ, đưa hai tay ra phía sau, gập sâu thân người hướng xuống thảm, vươn dài các đốt sống ngực, lưng, vai, thả mềm hai đầu vai, hạ mềm trán mũi hướng xuống thảm, mông có thể chạm vào hai gót chân, thả mềm hơn nữa, duỗi giãn hơn nữa, xương cụt luôn luôn cuộn xuống thảm để giãn toàn bộ các đốt sống vùng lưng dưới. Lần 3, thật chậm, hít vào từ từ nâng trán mũi, nâng hông, vươn thân người và cánh tay nâng lên, xòe rộng các ngón tay đón khí, nâng ngực, vươn cằm. Mềm mại thật chậm, thở ra, bạn đưa hai tay ra phía sau, khép cằm thu về cổ, đẩy chìm hông ra phía sau, mềm mông hướng về gót chân. Mềm hai vai và cánh tay hướng xuống thảm, hạ mềm trán mũi xuống thảm, chìm sâu hai đầu vai hướng xuống thảm. Một lần nữa, thật chậm, hít vào từ từ bạn nâng thân người trở lại, vươn cánh tay cao lên, nâng ngực, vươn cằm, vươn dài các đốt sống, nâng lên, đón khí. Mềm mại thở ra thật chậm, khép cằm thu về cổ, đưa hai tay ra phía sau, duỗi dài các đốt sống chìm hông hướng về gót chân, hạ mềm trán mũi hướng xuống thảm, chìm hai đầu vai, hai cánh tay xuống, cuộn mềm mông hướng xuống thảm. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 Một, từ đây nhẹ nhàng hít vào, đưa hai tay của bạn đặt trước gối. Thở ra, nhấn lực về bàn tay, nâng thân người trở lại. Rồi nhổm mông, bắt chéo chân, đưa mông ngồi lên. Thảm, từ đây bạn đưa chân trái về phía trước, đưa chân phải bước qua gối trái. Co gối trái lại, vắt qua mông bên phải. Đúng rồi, chân này co lên chị. Chân phải co lên chị Dương. Thu nó về. Thu nó ở trước đầu gối trái, đúng rồi. Chú ý ngồi trên cả hai mông. Chị khuyên đẩy lưng dưới lên một tí. Rồi từ đây, nhẹ nhàng đưa hai tay sang ngang với tư thế đầu bò. Hít vào, vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Chân phải ở trên, tay phải đưa ra phía sau, đưa xuống phía dưới. Ngửa bàn tay, vai mở ra. Thở ra đẩy ngực về phía trước, đưa tay trái hướng ra phía sau tay phải. Có thể bàn tay chạm, có thể không chạm. Nếu không chạm bạn giữ nguyên ở đây. Rồi hơi quặn mông xuống thảm. Nếu chạm bạn men tay lên. Nếu chạm nữa bạn có thể men lên nữa. Chạm nữa bạn có thể men lên nữa này. Bao giờ có thể nắm được cổ tay. Chú ý liên tục đẩy đốt sống ngực về phía trước. Thả lỏng cổ vai. Rồi hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn trượt chân bên phải sang bên trái, tách chân bên trái ra, bắt đầu đồng đều gập sâu thân người hướng xuống thảm. Tay vẫn giữ nguyên nếu không chạm, hông vẫn giữ nguyên và cảm nhận vùng vai, vùng lưng, đặc biệt là lưng trên, lưng giữa và nhất là lưng dưới được giãn ra. Hai vùng mông sâu, vùng cơ căng mạc đùi cũng được giãn. Thật chậm. Hít vào từ đây, bạn nâng thân người trở lại.
Một lần nữa thở ra thật chậm, bạn gập sâu thân người hướng xuống thảm, tiếp tục duỗi dài các đốt sống mềm vai xuống, khép cằm thu về cổ. Rồi thả lỏng vai, thả lỏng ngực, cuộn mông hướng xuống thảm. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4 tốt lắm, 3, 2, 1, từ từ hít vào nâng thân người trở lại. Thở ra bạn tách hai tay, thả lỏng. Rồi từ đây thu hai chân trở về, chúng ta cùng đổi chân, chân phải ở dưới. Rồi chân trái bắt chéo đưa sang ngang, dựng đầu gối lên. Rồi hai tay của bạn đưa sang ngang, hít vào đưa tay trái ra phía sau, ngửa bàn tay trái đặt lên, đẩy lưng lên, vân lưng nó gù này, đẩy lên. Thở ra chúng ta đưa tay phải ra phía sau, nắm lấy bàn tay trái nếu có thể, đẩy cái ngực lên. Cổ Giang đang bị lệch người này, lệch sang bên phải nhiều quá, hạ chìm cái mông trái xuống một tí, đúng không? Rồi từ đây nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, đẩy ngực nâng cằm. Thở ra có thể men tay, nắm lấy bàn tay, có thể nắm lấy cổ tay hoặc hơn. Còn nếu không thì ai có khăn ấy, thì mình có thể đưa hai cái khăn, hai cái đầu khăn mình nối vào nhau, sau đó mình lần theo đầu khăn ấy, sau đấy cái vai nó sẽ giãn ra. Đó, như thế này. Và mình thêm. Bây giờ nắm được cổ tay thì thôi. Rồi sau đấy hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa hít vào thật sâu. Và thở ra chúng ta trượt chân này, tách rộng hai chân này, bắt đầu nó mềm hơn này. Thở hết ra mình gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống, đúng rồi, tốt lắm Thanh. Thả lỏng cổ, vai, hơi cuộn mông xuống thảm, cảm nhận vùng lưng, hông được kéo giãn. Nắm chắc tay nếu bám chặt hoặc chạm tới, không chắc giữ nguyên. Hít vào từ từ bạn nâng thân người trở lại. Đẩy ngực nâng cằm, quặn mông xuống. Một lần nữa thở ra bạn gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống, đúng rồi, gập sâu xuống. Quan sát chìm vai phải xuống một tí chị Hồng, đúng rồi, cho nó cân bằng. Hít thở đều bạn giữ ở đây, Vân chìm vai phải xíu nữa, 5, 4 tốt lắm Thành, chị Hương tốt, 3, Giang chìm vai phải thêm tí nữa, 2, 1, thật chậm, hít vào từ từ bạn nâng thân người trở lại, tách hai tay, thở ra thả lỏng, duỗi hai gối về phía trước cho Giang. Tiếp tục chúng ta giãn vai trong tư thế trụ tứ chi, nhưng mà là tư thế ngược của cái bàn, là chúng ta trở về tư thế cái bàn ngửa. Hai chân mở rộng song song bằng hông, như thế này, thu chân về một tí Vân. Đúng rồi, Thanh. Gối khép lại một tí ra, chân tách ra một tí chị Hà. Nữa, bàn chân tách nữa, đúng rồi. Rồi, hai tay đưa ra phía sau mông, xòe rộng các ngón tay bám xuống thảm, hai cùi chỏ khép vào đường giữa. Hít vào bạn đẩy ngược lên như thế này, thở ra bạn đẩy hông, nâng thân người lên như thế này, giãn vùng vai rất là dễ chịu, giãn vùng hông và mặt trước thân người. Hít vào hạ lưng trên, hạ lưng dưới, hạ mông hướng xuống nhưng không chạm. Thở ra đẩy lên, duỗi dài cơ thể, kéo xương mu về phía xương ức. Lần 3 hít sâu, hạ xuống thật chậm, thật chậm. Và thở ra nâng lên, cảm nhận sức mạnh từ cánh tay, cảm nhận sự kéo giãn của toàn bộ vùng vai, vùng cổ, chú ý cổ không gồng. Một lần nữa hít vào, từ từ hạ xuống thật mềm, thật mềm, cảm nhận các cơ đang được hoạt động. Thở ra đẩy hông, nâng lên, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, đẩy ngực lên nào, 4, thả lỏng khuôn mặt, 3, 2, 1, từ từ thở ra thật chậm, hạ từng đốt sống hướng xuống thảm, hạ chìm mông hướng xuống thảm. Từ đây duỗi gối chân trái, hít vào bạn lướt cánh tay phải lên, đẩy ngực vươn thân người lên. Thở ra xoay người qua bên phải, đưa tay phải ra phía sau, đưa tay trái nắm lấy mông bên trái, cùi chỏ tay trái gạt vào chân bên phải, tay phải đưa ra phía sau nào, chống năm đầu ngón tay, đẩy ngực phải, xoay cằm hướng vai phải. Ôi, chú ý chân nào, đạp gót chân ra Vân, dựng cổ chân lên. Hít thở đều mình giữ ở đây, thẳng lưng lên tí nữa chị khuyên, lưng đang bị ngả ra sau nhiều quá, thu tay về. Thẳng lưng lên nữa, đúng rồi, rút cái rốn vào,
xoay cái vai ra phía sau. 2, 1, thật chậm, hít vào, thu tay trái và tay phải chắp lại ngang phần ngực bên phải. Đúng rồi, thở ra mình mềm hai vai xuống. Đúng rồi, chìm vai xuống, quan sát đốt sống vùng lưng giữa và lưng dưới đang được giãn, toàn bộ vùng vai được thả lỏng. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, dựng cổ chân trái lên vân. 4, 3, tốt lắm. 2, 1, thật chậm, hít vào, xoay thân người trở lại, vuông hai cánh tay, nâng lên, từ từ thu chân trái về bắp đùi trong chân. Chân phải về đắp bắp đùi trong chân trái, xin lỗi lớp mình. Rồi mềm gối phải ra, thở ra, mình đặt tay trái lên mũi chân bên trái. Rồi đưa tay phải qua eo lườn trái. Rồi tiếp tục này, đưa ý thức về đầu vai phải, xoay đầu vai phải, mở ngực phải, rất là giãn. Giãn cả lưng, cả vai, cả hông, cả eo lườn và cả cơ đùi sau chân trái. Mở ngực nào, đúng rồi. Tốt lắm Thanh, đúng rồi, rất là thích. Quan sát cái phần hông bên phải. Hít thở đều đẩy ngực lên tí nữa Vân. 5, đúng rồi. 4, nếu không tới chân thì mình có thể nắm cổ chân. 3, 2, 1, rất tốt. Thật chậm, hít vào, bạn xoay thân người, vươn hai cánh tay, nâng lên. Mềm mại, thở ra thật chậm, đổ thân người về phía trước, hai tay đưa ra phía sau lưng, đan tay vào nhau, cuộn một vòng vai, hít vào, đẩy căng cánh tay ra xa. Thở ra thật chậm, gập thân người hướng xuống thảm, đẩy hai tay lên, khép cằm thu về cổ, mắt hướng nhìn về gót chân phải, quan sát sự căng giãn từ vùng cơ đùi trong chân phải, chân trái, chìm hai vai xuống, cảm nhận vùng vai cổ được kéo giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, tốt lắm. 4, 3, 2, 1, thật chậm, nắm chắc bàn tay, hít vào, duỗi ngực, nâng thân người của bạn lên, tách hai tay, vươn hai cánh tay, nâng lên. Từ từ thở ra, thả lỏng hai tay, buông xuôi theo thân. Rồi từ đây, duỗi gối chân phải, co gối trái lại. Hai tay sang ngang, hít vào, vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra, xoay người qua bên trái, cùi chỏ tay phải, gạt qua đầu gối trái, tay trái ra phía sau. Bàn tay phải áp vào mông bên trái, có thể chống 5 đầu ngón tay, đẩy thẳng lưng, đạp gót chân phải ra. Quan sát toàn bộ vùng vai đang được giãn, vùng lưng đang được vặn xoắn, duỗi thẳng lưng. Ôi, từ đây, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống và thở ra thả mềm các cơ, thả lỏng hai vai. Thật chậm, hít vào thu tay trái và tay phải chắp lại trước ngực trái. Thở ra mềm hai vai xuống, quan sát sự thả lỏng kéo giãn. Hít thở đều, tiếp tục đạp gót chân phải nào. Giữ ở đây. 5, tốt lắm. 4, 3, đạp gót chân cho chị Khuyên. 2, 1, thật chậm, hít vào, xoay thân người trở lại, vươn hai cánh tay, nâng lên, ngửa bàn chân bên trái, mở gối trái ra, đẩy thẳng lưng, thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm, có thể tay nắm lấy bàn chân bên phải, mềm hai vai và cùi chỏ, mắt thu về đùi chân phải, khép cằm thu về cổ, mềm hai vai xuống, quan sát sự căng giãn toàn bộ đùi sau chân phải. Từ đây, thật chậm, hít vào một hơi thật sâu, duỗi thẳng cánh tay, nâng thân người trở lại. Thở ra thật chậm, đưa tay phải đặt lên bàn chân phải nếu có thể. Luồn tay trái đưa ra phía sau, rồi đưa vào eo lườn phải. Xoay vai trái, mở ngực trái, hít thật sâu, đẩy ngực lên nào. Cảm nhận eo lườn trái được căng giãn, hơi cuộn mông xuống, chìm đầu vai trái xuống, thở ra mềm đầu vai phải xuống, cảm nhận vùng vai thả lỏng xuống nào, thả lỏng hơn nữa, thư giãn hơn nữa, đạp gót chân phải ra. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, tốt lắm. 4, 3, 2, 1 và thật chậm, hít vào, từ từ vươn hai cánh tay, nâng thân người trở lại. Thật chậm, thở ra, đổ thân người về phía trước, hai tay ra phía sau, đan tay vào nhau, cuộn một vòng vai, hít vào, đẩy hai cánh tay ra xa phía cột sống. Thở ra tiếp tục đạp gót chân phải, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Tiếp tục chìm hai vai xuống, quan sát vùng vai thả lỏng,
cảm nhận sự kéo giãn, căng căng giãn giãn cơ đùi sau, chân phải, toàn bộ vùng vai, vùng đốt sống cổ, vùng gáy cổ đang được kéo giãn. Từ đây, hít vào từ từ bạn tách hai tay, nâng thân người, vươn lên thật chậm, thật chậm. Thở ra, bạn thả lỏng hai tay buông xuôi theo thân. Từ từ duỗi gối chân trái song song. Từ đây, nhẹ nhàng đưa hai tay ra phía sau như thế này. Duỗi hai mũi chân, trở về trong tư thế tấm ván ngửa. Tư thế này cũng giãn được vùng vai, lưng và có thể giãn toàn thân, đặc biệt mặt trước phía thân người. Hai củi trỏ tay khép vào đường giữa, hít vào bạn đẩy ngực, nâng lên. Từ từ thở ra nâng hông, hạ bàn chân xuống thảm, duỗi dài cơ thể đẩy ngực lên nào. Ôi, hít vào từ từ hạ mông trở về thảm. Thật chậm, thở ra nhấn lực về bàn tay, nâng hông, duỗi dài cơ thể, kéo xương mu về phía xương ức, nâng ngực. Hai lần nữa, hít vào từ từ hạ mông trở về thảm. Thật chậm, thở ra nhấn lực về bàn tay, nâng hông, đẩy lên, kéo xương mu về phía xương ức, khép cằm thu về cổ. Một lần cuối, hít thật sâu, hạ mông trở về thảm, chú ý không gồng vai. Thở ra nhấn lực về bàn tay, đẩy vai, đẩy hông lên. Ôi, rút xương mu kéo lên. Sau đó hít vào, từ từ hạ trở về thảm, tách hai chân, khép bàn chân, không áp sát. Chú ý bàn chân không áp sát, hít vào bạn nâng gối lên, tách hai tay, tách rộng hai tay, thở ra này, gối hơi co, thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm. Gập người đến đâu, gối hạ mềm đến đó, hạ tay mềm đến đó, hạ thân người mềm đến đó. Cảm nhận vùng khớp háng, vùng vai, căng căng giãn giãn, toàn bộ cơ căng mạc đùi, hai chân, vùng mông sâu, căng giãn. Nếu thấy quá căng, bạn có thể khép hai chân sát về gần khớp háng, mềm sâu hơn chút nữa, bàn chân áp sát hơn chút nữa, mềm vai hơn chút nữa, rồi chìm sâu hai cánh tay hơn chút nữa. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Duỗi ngực về phía trước, đẩy hông ra phía sau. Mềm mại thở ra thật chậm, chìm sâu toàn bộ thân trên, thân giữa và thân dưới xuống, thả lỏng. Lần hai, hít vào thật sâu, tiếp tục duỗi ngực về phía trước. Từ từ thở ra thật chậm, chìm sâu hông, lưng, vai và cánh tay xuống. Đúng rồi, có thể mặt của bạn hướng về bàn chân, hoặc chạm tới bàn chân, hoặc có thể đang gần chạm. Việc của bạn cứ thả lỏng và quan sát. Lần ba, hít vào thật sâu, tiếp tục thả lỏng. Mềm mại thở ra duỗi ngực, thả lỏng mềm vai, mềm cánh tay hơn nữa. Một lần nữa, hít vào thật sâu, rất tốt. Từ từ thở ra thật chậm, có những người chạm được rồi đấy, rất tốt. Thở hết ra, ghi nhận cảm giác này, ghi nhận cảm xúc này, ghi nhận cảm giác căng căng giãn giãn vùng hông, vùng lưng dưới, vùng mông sâu, vùng cơ căng mạc đùi của hai chân. Từ đây, thật chậm rãi, hít vào từ từ bạn nâng thân người trở lại. Đưa hai tay xuống phía sau bọng chân, như thế này. Thở ra nâng hai gối, luồn hai tay ra phía xa. Rồi mềm hai củi trỏ xuống, khép cằm thu về cổ, tiếp tục quan sát sự căng giãn, thả mềm đôi vai, thả lỏng các đốt sống vùng cổ. Ai tới vẫn tới, ai chưa tới cũng không sao. Việc của bạn chỉ cần thả lỏng và quan sát. Lần này hãy quan sát sự căng giãn sâu hơn, toàn bộ các đốt sống vùng gáy cổ kéo dài xuống các đốt sống vùng lưng, đặc biệt là các đốt sống vùng cùng cụt. Cảm nhận sự căng căng giãn giãn. Thả mềm hai vai hơn nữa, thả lỏng hai củi trỏ. Hít thở đều bạn giữ ở đây, rất là dễ chịu. 5 4 rất tốt. 3 2 1 thật chậm, nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Từ từ nâng thân người, thu hai tay trở lại. Thở ra bạn hạ lưng xuống thảm. Giãn thích không? Thích nhỉ? Rồi, hạ hai củi trỏ xuống, duỗi hai chân, hạ mềm lưng xuống thảm, rồi rất dễ chịu. Từ đây, đưa hai bàn chân khép
sát vào nhau, co hai gối lại. Hai lòng bàn chân áp sát vào nhau. Tách gối rộng ra chị Hồng, chị Hà. Đúng rồi, chị khuyên. Bàn chân áp vào mối gối mở sang hai bên. Chị Hương. Đúng rồi, giống Thanh ấy, đúng rồi. Rồi, cổ vân khớp háng đang rất là khó mở. Rồi từ đây mình hơi nâng cái phần lưng dưới lên, kéo dài ra, hạ mềm xuống, nó giãn cái lưng dưới. Đúng rồi, rất là dễ chịu. Nâng vai lên, rồi thả mềm xuống. Rồi từ đây mình thả lỏng, dang rộng hai tay sang hai bên, thả mềm cơ thể, thả lỏng vùng hông, vùng chậu và khớp háng, thả mềm hai vai, có thể nhúc nhích nhẹ hai vai, cảm nhận cái tấm xương bả vai nó dán dưới thảm, nhưng vùng xương cụt thì dán nhiều hơn trên thảm. Nhẹ nhàng đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về toàn bộ các đốt sống vùng cổ, gáy, hai vai và vùng xương cùng cụt. Từ từ hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn thở hết ra, tha lỏng cơ thể. Lần hai, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm, tha lỏng hơn nữa, bạn thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm, thả mềm vùng cổ, gáy, thả mềm các đốt sống vùng lưng dưới, vùng chậu và khớp háng. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Cảm nhận sự thư giãn, thoải mái từ đôi vai, sự thả lỏng từ tấm lưng, sự căng căng giãn giãn từ vùng hông, chậu và khớp háng. Rồi từ đây, đưa hai tay của bạn về hai bên đùi, nhẹ nhàng hít vào nâng hai đùi lên, thở ra tách hai bàn chân sang hai mép thảm, đưa hai gối khép sát vào nhau, nhấc lưng dưới lên. Rồi từ từ hạ mềm xuống thảm. Từ đây, nhấc lưng trên và lưng giữa, kéo dài và hạ mềm xuống thảm. Nhúc nhích nhẹ vùng mông. Đưa hai bàn tay áp sát vào rốn. Hai củi trỏ thả mềm trên thảm. Hai ngón cái chạm lại. Hai ngón trỏ chạm lại. Nâng cổ lên. Rồi từ từ hạ mềm xuống thảm. Hơi khép cằm thu về cổ. Cảm nhận vùng gáy cổ, vùng lưng, vùng hông đang được kéo giãn. Từ từ hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn thở hết ra. Hai nhịp nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn thở hết và thả lỏng hơn nữa nào. Một lần cuối, hít vào thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng và thở hết ra, thở hết nữa. Từ đây, nhẹ nhàng bạn tách hai tay sang hai bên, rồi tách hai gối, duỗi hai gối, gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm. Tiếp tục nhúc nhích vùng hông, lưng để các cơ kéo giãn mềm trên thảm. Có thể nhấc vai và lưng giữa, lưng trên, hạ mềm xuống thảm, thả mềm tấn thân của bạn trên thảm. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường sau những giây phút đầy hoạt động. Cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này
đang được thả lỏng. Bạn cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể, cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay, nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt, mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. Ba vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái. Sang phải. Sang trái. Sang phải.
sang trái, sang phải, trở về giữa. Hai chân co lại, hai tay cao qua đầu, hai chân hai mép thảm, co hai cùi chỏ tay lại, đổ hai gối sang trái, quay cằm qua bên phải, liên tục đổi bên. Tách rộng hai chân cho chị Hương. Liên tục đổi bên. Liên tục đổi bên. Rồi từ từ trở về giữa. Nghiêng người sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, hết đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp lại phía trước ngực. Xoa nóng đôi bàn tay. Xoa thật nóng lên nào. Xoa thật nóng lên. Nóng hơn chút nữa, tác ý vào bàn tay. Nóng, nóng nữa nào, nóng nữa nào. Tiếp tục, đúng rồi. Tốt hơn chút nữa, mạnh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, thả lỏng vai. Rồi nhanh tay áp về vùng mắt. Cảm nhận hơi ấm đang được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay bạn chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Rồi, cảm ơn lớp mình. Chúc mừng lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.